mọi người buổi sáng ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào trong bếp để nấu ăn cho mọi người. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người và các bạn một món ăn, đó là gà ta nấu cháo nha mọi người. Kèm theo đó thì mình sẽ nấu cháo với nấm hương. Nấm hương thì các bạn cũng biết rồi, ăn thì rất là tốt cho sức khỏe mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong bếp để chuẩn bị những nguyên liệu để mà nấu cho bữa sáng nha mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với gian bếp của mình buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay thì mình vào bếp mình sẽ nấu cháo gà nha mọi người. Cháo gà nấm hương. Đây là mình đã có chuẩn bị sẵn một cái con gà ta, gà chạy bộ đó mọi người, rất là to. Và bên này thì mình đã chuẩn bị 100g nấm hương nha mọi người. Nấm hương này thì mình đã rửa sạch rồi. Còn bên này là gừng với hành, để tí nữa mình luộc gà. Còn bên này thì rau hành mình đã sắc nhỏ rồi mọi người. Còn gồm những nguyên liệu bên này là bột nêm cà no, tiêu, bột ngọt mọi người ha. Bên này mình đã có chuẩn bị xong một cái nồi nước sôi, một cái nồi nước rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái này vào, cho hành với gừng vào nồi để mà mình luộc gà nha mọi người. Và tiếp đến mình cho con gà của mình vào. Con gà này mình sẽ luộc hơn nửa tiếng nha mọi người. Sau khi mà mình đã luộc cái con gà này hơn 30 phút đó mọi người, thì bây giờ em sẽ dở nắp ra xem thử là gà của mình đã chín chưa ha. Chín rồi mọi người ạ. Gà chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt gà ra mọi người ha. Sau đó mình sẽ cho nấm hương vào nha mọi người. Nấm hương này thì mình đã sắc sẵn rồi. Và tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái gô cháo này vào các bạn ha. Lúc nãy thì mình cũng đã có đun sẵn rồi đó mọi người. Cho cháo vào. Đây là cái nồi cháo này mình sẽ đun tiếp 1 tiếng đồng hồ nữa nha mọi người. Sau khi mà cháo của mình đã ninh hơn 1 tiếng rồi đó mọi người, thì cháo cũng đã chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình ha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng bột nêm cà no mọi người ạ. Nửa muỗng mì chính. Và một chút tiêu. Và một chút đường nha mọi người. Thế là mình đã có một cái nồi cháo rất là ngon luôn. Một nồi cháo nấm hương nha mọi người.
Nấm hương thì ăn thì rất tốt cho sức khỏe mọi người ha. Và đây mọi người ạ, à, trong thời gian chờ đợi thì mình cũng đã nấu xong rồi ha. Mình đã có một cái con gà ta, gà chạy bộ. À, mình đã luộc chín và mình lấy cái nước đó mình sẽ nấu cháo mọi người ạ. À, cháo nấm hương. À, mình đã có một tô cháo nấm hương nè. Bên cạnh đó thì mình sẽ có một đĩa trái cây. Và không thể thiếu đó là rau. Và đây là cái chén muối thần thánh của mình. Đó, chua cay mặn ngọt nha mọi người. Và đây là một ly cà phê sữa cho buổi sáng các bạn ha. Xin chào tất cả mọi người và các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay, thì mình cũng đã chuẩn bị xong cái món ăn cho bữa sáng đó mọi người. Đó là một con gà ta, gà chạy bộ mọi người ha. À, nấu cháo. À, sau khi mình luộc lên rồi thì mình sẽ lấy cái nước gà này mình sẽ nấu cháo với nấm hương mọi người ạ. À, mình đã có một gô nấm hương, cháo nấm hương mọi người ha. Thì bên cạnh đây thì mình sẽ có một ly cà phê sữa mọi người. Rau ăn kèm. Và đây là một chén muối ớt chua cay mặn ngọt các bạn ha, để mình chấm với thịt gà. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người và các bạn vào bàn ăn sáng với mình ha. Xin mời mọi người. Mình sẽ cho thêm rau vào. Rất là ngọt luôn các bạn. Nước luộc gà với cái nấm hương này các bạn nấu chung mà cháo rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thịt gà chấm với muối ớt nha mọi người. Mình sẽ ăn một cái đùi gà. Gà này là gà chạy bộ mọi người. Gà chạy bộ gà ta. Nên thịt gà thì rất là dai, rất là ngọt. Mời mọi người ha. Ngon quá. Chén muối ớt đào quá. Cay. Dạ là 4 trái ớt luôn mọi người. Tiêu nữa, thêm tiêu nữa cho nên rất là cay luôn. Chua cay mặn ngọt với muối ớt đài đây. Mọi người.
thì cay, cháo thì nóng. Nóng quá mọi người, mở nhắc xuống đó các mọi người ăn luôn, nóng quá. Nấm hương ngon lắm mọi người, nấm hương dai dai giống thịt gà. Thịt gà ngọt dai, nóng quá, cháo nóng quá. Thời gian chờ đợi cháo nguội mình sẽ ăn tiếp thịt gà. Gà ngon là nhờ nước chấm nha mọi người. Mọi người làm nước mắm chấm ngon thì thịt gà sẽ được ngon.
cây vừa nóng các bạn. Ngon quá. Cái nấm hương này các bạn nấu cháo gà rất là ngon luôn mọi người. Mọi người thử ha. Cái thời gian rảnh thì các bạn thử nấu giống mình ăn thử ha. Mọi người ngon mà cay. Ăn hết nửa con gà, ăn hết nửa con gà rồi đó mọi người. Gà dai các bạn, dai ngon á. Ăn hết nửa con gà rồi mà cháo vẫn còn nóng mọi người.
hôm nay mọi người ăn gì ạ? Các bạn nào ăn cháo gà giống mình không? Mình sắc một quả xoài các bạn ha. Xoài này là xoài sống nha mọi người, nhưng mà nó không có ngọt, quá xin lỗi, nó không có chua. Các bạn mời mọi người, ngon ngọt, mình rất thích ăn cái loại xoài này nha mọi người. Nó còn sống á, ăn nó giòn mà nó không có chua, ngọt. Ngọt và có một chút chua, độ chua vừa phải. Nói với phụ nữ thì cái món này thì bạn nào cũng thích ha. Đây là cà phê sữa đá mình pha tại nhà các bạn, mình không có mua nha. Trời ngon quá. Quá mọi người, mời mọi người uống cà phê với mình ha, cà phê sữa. Món này thì không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của mình.
no mọi người. Thì bữa sáng cũng đơn giản vậy thôi mọi người ha. Cháo gà luộc, cháo nấm hương, một tô cháo nấm hương. Ăn còn một ít nha các bạn, còn no quá, mình no quá. Ăn hết nửa con gà luôn. Nửa quả xoài, một ly cà phê sữa. Đầy đủ cho bữa sáng mọi người ha. Thời gian thì nó cũng không có còn nhiều nữa mọi người. Thời gian thì cũng không có cho phép được mà ngồi đây mà nói chuyện lâu với mọi người được. Cho nên mọi người và các bạn thông cảm với mình ha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã yêu mến kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Xin hẹn mọi người và các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin chào, thank you mọi người, thank you các bạn, thank you, bye bye.